em thảo hoa lan mến cho tất cả các cô chú anh chị và các bạn đang xem video của em thảo ạ ngày hôm nay em xin chia sẻ đến cả nhà một dòng trầm cổ mang tên là trầm hỏa long một dòng trầm hoa to thơm, màu tươi, mắt đậm, cánh dày đúng không ạ? Cái dòng hoa này còn có màu đỏ rực rỡ hơn cả trầm dòng đỏ đúng không ạ? Đây là một trong những dòng trầm cổ được rất nhiều cô chú chị yêu mến và đây là một trong những dòng trầm nổi tiếng bật nhất ở bên Đài Loan. Đó, ngày hôm nay nhà em Thảo sẽ bán gọi là thanh lý luôn nhé cả nhà nhé. Đây là của nhà trồng được nên là em Thảo sẽ bán à, thanh lý cho các bác luôn. Đó, với giá cực kỳ là mềm là 70.000 một kg. Đây là kỳ năm nhất cả nhà nhá Em sẽ nhổ ra em bán cho cả nhà. Đấy, hiện tại thì cây đã đứng ngọn hết rồi Thân nó đang mập này, so sánh với cây bút nhà em Thảo đang cầm đây nó to đúng không ạ Cô chú anh chị nào mà mua từ 3 kg Em Thảo là 210.000, em Thảo sẽ bao ship cho cả nhà Và đây là một trong những dòng trầm năm sau Nếu mà chúng ta trồng đây ạ, nó có thể dài trên 1 mét Và đặc biệt là rất là siêng hoa, dễ trồng, dễ chăm sóc đúng không ạ Năm sau nào nó dài khoảng tầm trên 50cm thôi Đây là mặt hoa của bông trầm cử ở trầm hỏa long đây hay gọi là trầm DH93 đây Các bác nhìn này, em sẽ sâu lên trên màn hình nhá, tại vì là em mở như thế này thì đang có ánh nắng ấy nó chói như này. Đó. Và số lượng em thảo có khoảng tầm 500 kg thôi nên là cô chính chị nào nhanh tay thì sẽ được cái dòng trầm cổ này nhá với giá là 70 000 một kg. Mua 3 kg em thảo bao ship. Đây em Thảo sẽ nhổ ra như thế này gửi hàng cho cả nhà sẽ an toàn hơn bởi vì là cây của nó đứng ngọn rồi Thân của nó mập nù thân rồi nên là không có sao hết nhá cả nhà nhá Cô chú chị mua về chúng ta ngâm nước vôi trong Đó chúng ta xử lý và chúng ta trồng Đấy bởi vì là trong quá trình gửi ấy nó có khả năng là dễ của nó bị ảnh hưởng hoặc là Là như thế nào thì chúng ta cứ ngâm cho nó an toàn bởi vì bất kỳ chúng ta mua đâu về chúng ta cũng ngâm đúng không ạ Nếu mà mua 3 kg như này thì em Thảo sẽ uh, miễn phí ship cho cả nhà và em tặng cho cả nhà kèm một gói siêu lân để về chúng ta là phát triển bộ rễ và phục hồi cây này đấy và nếu mà chúng ta mà mua combo 5 cây với giá là 350.000 em Thảo sẽ tặng kèm cho cả nhà một kg miễn phí ship lá là... 350.000 được 6 kg đúng không ạ? Và tặng cho một gói siêu lân để phục hồi cây. Và đây là cây của nó đây, cây của nó là cây cây mẹ của nó, cây 52 thôi đấy. Cả nhà các nhìn thấy cây cực kỳ là to luôn đúng không ạ? Đấy. Đây cả nhà nhìn xem lá của nó tận khoảng tầm 5 cm cơ. Đấy, lá to đẹp chưa? Trầm này, nếu mà so sánh giữa ngón tay của em Thảo, ngón tay của em là còn ngón tay đi hái củi, đi cấy, đi gặt nó còn to đấy. Đó những cái của cô gái à, thành phố thì là còn so sánh là còn có sự bậc hơn này cây của nó này các bác nhìn này các bạn đấy và đây là một cho những cây giống cực kỳ là sai hoa đó siêng hoa Đấy, rất là nở hoa và hoa nó nở từ tháng 4 cho đến tháng 5 dương lịch hàng năm Như em Thảo ở trên là trời hơi mát mẻ, hơi lạnh một chút xíu Thì khoảng tầm tháng cuối tháng 4 mới nở hoa Còn cô chiến trị ở dưới miền xuôi ấm hơn Thì khoảng tầm à, qua tháng 3 là bắt đầu thấy chấm chấm nụ rồi là Tháng 4 là nó nở rực rỡ luôn, hoa của nó thơm lắm Chỉ cần nở một hai bông thôi là đã rất là thơm rồi Và đây là cây rất là siêng hoa Đấy, xiêng hoa không phải là một phần là chúng ta chăm sóc, một phần là do à, cái giống của nó khỏe nữa Nói chung là cái dòng trầm cổ này chúng ta nên sưu tầm đi Đấy, người ta gọi là thơm như hương trầm đúng không ạ? Đây, cây của nó, mỗi một cây của nó cao khoảng tầm 15 cho đến 20 5 cm các bác nhìn này. Chủ yếu toàn 20 cm này. Đó. Em sẽ chọn cho cô chú anh chị từ 18 cm trở lên nhá. Em bán cô chú anh chị theo combo. Đó. mua 5 kg tặng 1 kg với giá là 350 rưỡi tặng kèm một gói siêu lân. Còn mua 3 kg là được miễn phí ship rồi em tặng cả nhà một gói siêu lân nhá. Đấy. Nói chung là những cái cây mẹ của nó đây Và nhà em Thảo có số lượng cũng không có nhiều Nên là cô chú anh chị nào nhanh tay chúng ta sẽ được nhá Đấy, cảm ơn cả nhà mình đã xem video Em xin kính chúc cả nhà mình Có một ngày mới, ngày mới làm việc thật là hiệu quả, ý nghĩa Một năm mới, năm 2021 Thật là bình an, hạnh phúc và cuộc sống luôn gặp may mắn Hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình Em xin kính chào và hẹn gặp lại cả gia đình mình đã Và có một số kỳ nó đang nó đang dụng 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 lá này đấy tới nay cô chú chị nếu mà chúng ta mua về chúng ta kích hoa đầu ngọn là 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 cho hoa luôn đấy các bác nhá đấy hoa của nó rất là thơm luôn thảo ngoài những cái hàng mà chúng ta chơi hoa tết ạ à, những cái hàng nụ thì em thảo còn có là những chậu cây phi điệp rất là đẹp của dòng nam cánh trắng đấy ạ. Đó nhà em thì em có dòng nam cánh trắng phú thọ này, nam cánh trắng hiển oanh, nam cánh trắng bạch tuyết, nam cánh trắng lâm sung và nam cánh trắng mắt nai. Những cái cây rất là xinh xắn dễ thương như thế này. Bình thường em thảo bán cho cô chú anh chị với giá là 230 cho đến à, 250 000 một chậu đúng không ạ? Hôm nay em thảo bán tri ân cô chú anh chị với giá 170 000 một chậu. Nếu mà chúng ta mua một cặp bất kỳ, ví dụ như là chúng ta có thể lấy năm cái trắng bạch tuyết hoặc năm cánh trắng phú thọ thì em cũng sẽ bán cho cả nhà với giá là à, 300.000 một cặp nhé cả nhà nhé Cây rất là xinh Đấy Bên này đây Đây em giới thiệu đầu tiên đó chính là cây năm cái trắng phú thọ ở bên này Đó có một số cây nó đã thắt ngọn Cô chuyến chị chúng ta có thể là à, nhắn em Thảo là muốn lấy cây đang đi ngọn hay lấy cây thắt, thắt ngọn nhé Hoặc là chúng ta có thể nhắn cho em đây Cả nhà có nhìn thấy những cái rễ của nó này Nhé những cái bộ rễ của nó rất là xanh luôn này Xanh chứng tỏ cây rất là khỏe nhé Những cái đầu những cái đầu rễ cực kỳ là khỏe của hình xương cá rất là đẹp đúng không ạ năm cái trắng phú thọ này hàng gieo hạt thôi nhưng mà thân lá rất là đẹp đúng không ạ chơi thân lá cũng rất là xinh luôn em thảo bán 170 nghìn mua một cặp là 300 nghìn nhá và tiếp theo bên này là những chậu cây phi điệp nam cánh trắng hiển oanh này đó em cũng bán một cặp là 170 nghìn à, một cặp là 300 nghìn mua một cây là 170 nghìn lẻ nhá cả nhà nhá đó những cái cây đã thắt ngọn như này thì chúng ta có thể là chúng ta mua thuốc kích hoa của Thái về chúng ta kích hoa này cả nhà nhìn đây ạ đây chính là kích hoa của Thái một trong những cái sản phẩm bán chạy nhất của gia đình em dành cho mùa này đó em thảo bán với giá là uh, 65.000 một lọ thuốc kích hoa của Thái sử dụng được rất là nhiều lần đó em có hướng dẫn sử dụng ở đây hết rồi nên là cô anh chị về chúng ta làm theo thôi ngoài ra nhà em thảo có B1 này có đạm cá là phân bón lá sinh học và giải độc cây trồng và đặc biệt là hai cái sản phẩm không thể thiếu trong mùa này đó chính là siêu lân và siêu kali đúng không ạ siêu lân thì uh, giúp lá giải độc hữu cơ phục hồi cây đúng không ạ đặc biệt là giữ ấm gốc cây và Um, chống rét tạo dế mới đúng không ạ cái siêu lân thì em thảo bán 10.000 một gói này siêu kali uh, kích thích vận chuyển nước và chất dinh dưỡng từ gốc lên đến ngọn giúp cây hoa lan chúng ta trung hòa chất dinh dưỡng chính vì vậy là cái việc phân bám mầm hoa mầm ki thì rất là hiệu quả đúng không ạ em bán 20.000 một, uh, một 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 gói kali đây cả nhà hai cái sản phẩm này à, uh, giá rất là mềm mà uh, thật sự rất là hiệu quả cô chú anh chị gọi lên google để chúng ta tìm hiểu đó còn b 1 em thảo bán là 45.000 nhá Em vừa mới giới thiệu qua năm cái trắng hiển oanh đúng không ạ? Đó là những cái sản phẩm em bán kèm theo. Và bên này là những chậu cây phi điệp năm cái trắng bạch tuyết hàng gieo hạt của nhà em này Cây cũng rất là xinh đúng không ạ Em Thảo cũng bán 170 nghìn một chậu Nếu mà cô chuyến chị nào mà chúng ta muốn lấy một cặp Thì em Thảo cũng sẽ bán cho cả nhà là 300 nghìn một cặp nhá Có một số cây nó cũng đã thắt ngọn để uh, uh, sang năm chúng ta có thể kích hoa được rồi đấy Đó, sang năm chúng ta tháng tầm tháng 6, tháng tầm tháng 5 mà chúng ta kích hoa được ngọn được luôn Đó, năm cái trắng bạch tuyết nhá Cây rất là xinh này Để em cho cả nhà xem cây này cây rất là đẹp luôn. Chơi thân lá là cực kỳ mê luôn này. Mỗi một chậu của nó cũng cao khoảng 20 25 cm. Đây cả nhà nhìn này. Đó em đo cho mọi người xem luôn. Và cuối cùng bên này, Bên này là những chậu cây phi điệp năm à, cánh trắng lâm sung và năm cánh trắng mắt nai của nhà em này. Đây là cây năm cánh trắng lâm sung nhá. Em cùng bán với giá là 300 000 nghìn một cặp. Đó mua lẻ là 170 000 nghìn là cây phi điệp năm cánh trắng lâm sung rất là đẹp này, thân xanh rất là xinh cho. Đó rất là xinh xắn dễ thương đúng không ạ? Đó còn ở trong này là những cây phi điệp năm cánh trắng mắt nai. Đấy, cây nó cũng có một số cây nó thắt ngọn này anh chị em có thể là chúng ta muốn lấy cây thắt ngọn hoặc là cây đang đi ngọn thì có thể nhắn cho em Thảo nhá. Và nếu mà chúng ta lấy theo à, một cặp ví dụ như là năm cánh trắng hiển oanh với năm cánh trắng phú thọ là một cặp thì em thảo cũng sẽ bán cho cả nhà là 300 000 một cặp chúng ta có thể ghép bất kỳ nhá đây bên này là những cái cây hàng đang có nụ của nhà em thảo này đó của dòng năm cánh trắng luôn đó cả nhà có nhìn thấy này năm cánh trắng mắt rước môi trái tim em thảo cũng vừa giới thiệu đúng không ạ cây rất là xinh đang có cho nụ để chơi hoa tết luôn rồi đấy ạ và bên này là những cái cây uh, phi điệp ma bò này đó phi điệp sơn điền cánh mai hoặc là một số cây hàng của vùng di linh đó hiện tại đang có nụ này Ngày hôm nay nhà em Thảo có khoảng tầm 40 chậu cây phi điệp năm cánh trắng, hàng ươm kỳ dòng đột biến của cây năm cánh trắng mắt xước hồng này. Đó, rất là vui đúng không ạ? Rất là vui và rất là thích khi mà chúng ta có một chậu cây phi điệp năm cánh trắng hàng đột biến chơi hoa Tết đúng không ạ? Hoa của nó còn nhỏ nhỏ như này thì em Thảo gửi cho cả nhà sẽ an toàn hơn. Và cả nhà quay nhìn thấy mặt bông của nó không ạ? Năm cánh trắng mắt xước, có cái môi của nó rất là giống trái tim nên em Thảo sẽ đặt cho nó là năm cánh trắng mắt xước hồng môi trái tim. Cây của nó cao khoảng 40 cho đến 60 cm. À cây rất là đẹp cả nhà nhìn các ạ đẹp chưa à... nói chung là năm ngoái nhà em thảo bán chậu này 400 trăm nghìn là cháy hàng luôn năm nay em bán mùa covid em bán đồng giá cho các bác với giá chỉ có lá 300 nghìn một chậu thôi, cô chú chị nào muốn lấy à, có mầm gốc thì bảo em Thảo bởi vì có một số cây chưa có mầm gốc rồi này Đây còn có, có một số cây có mầm gốc, nếu mà có mầm gốc thì nó sẽ ít hoa hơn một chút xíu Nhưng mà không sao, qua mùa xuân ấy nó sẽ có mầm gốc, các bác yên tâm là cây nào nó cũng có mầm gốc nhá và cây nụ to nụ bé thì có cây đang sưng mất nụ này. Đó thì cô chú anh chị muốn lấy cây như nào thì có thể nhắn cho em. Cây của nó cao khoảng 40 cho đến 60 cm. Có có tận 40 cây cơ. Nên là anh chị em nào mà nhanh nhanh thì chúng ta sẽ được em sẽ lựa cho cả nhà những chậu đẹp nhất trong vườn của nhà em luôn. Và đây là hàng ươm kỳ chuẩn hoa nên là cả nhà yên tâm là chúng ta sẽ có một cái chậu nam cái trắng đột biến chơi Tết trong nhà thật là xinh xắn luôn. Đó nhìn thấy các bạn, cây rất là đẹp luôn. Tiếp theo em Thảo giới thiệu cho cả nhà về những giò giả hạc pháp của nhà em Thảo này Cô chú anh chị có nhìn thấy hiện tại em Thảo đang gỡ xuống và cắt nước để em gửi cho cả nhà đấy ạ Đó Và mỗi một giò như này đã rơi vào khoảng từ 12 cho đến 18 thân ạ Rất là đẹp rồi này các bác nhìn thấy này Đó nếu mà ít thân hơn một chút xíu thì nó sẽ dài hơn này Đó mọi người nhìn thấy xinh chưa Giả hạc pháp ngày hôm nay em bán tri ân cô chú anh chị Bình thường những chậu đẹp như này là em Thảo bán cho cô chú anh chị với giá là 500 000 một uh, một bảng như này. Ngày hôm nay em tri ân cô chú anh chị với giá là 420 000 một bảng. Đó mua hai bảng em chốt cho cô chú anh chị với giá là 800 000 nhé Hạc vi pháp mặt bông của nó đây. Hoa hàng ươm kỳ chuẩn luôn nhé cả nhà nhìn này. Đây là hàng ươm kỳ này. Đó, rất là khỏe cây mà nhìn này. đó. Tới này về cho hoa luôn, cho hoa luôn. Đó, cái dòng hoa là dòng hoa Tết luôn nhé các bác nhé Đó, xinh lắm. Thật sự rất là đẹp để chúng ta đáng một sưu tầm luôn ạ. Đó, hạc, đây là dạ hạc pháp Đó, em cắt xuống Số lượng em Thảo có khoảng tầm 20 giò Dành cho 20 cô chú anh chị yêu mến ạ Và bên đây là 5 dòng kiếm giống của nhà em Em Thảo sẽ quay và giới thiệu cả nhà về từng dòng nhé Em sẽ lấy xuống dưới Để cho cô chú anh chị có thể dễ nhìn hơn này Mọi người có nhìn thấy cây kiếm giống đây là năm loại kiếm hàng đột biến gieo hạt 1 năm tuổi của nhà em Thảo nhá. Đó anh chị em gọi nhìn thấy cây rất là đẹp đúng không ạ? Mỗi một cây của nó khoảng từ 6 cho đến 8 lá. Cây hàng cây giống này em Thảo quay gần thì nó phải to nhưng mà ở ngoài thì nó à, cũng không to lắm đâu ạ. Nó nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà người ta có câu là nuôi một cây kiếm ở trong nhà giống như nuôi một con lợn mái đúng không ạ? Cây rất là khỏe mà đẻ cực kỳ là nhanh nên là cô chú anh chị sau 1 đến 2 năm thôi thì nó sẽ đẻ cho chúng ta những cái nhánh mới này. Cây của nó sẽ to hơn đúng không ạ? Và bình thường những chậu đẹp như này khoảng từ 6 đến 8 lá cây giống này em thảo bán 120 đến 150 đúng không ạ? Hôm nay em chi ân là à, 70.000 một chậu Đó khi mà mua 5 chậu combo 5 chậu là 350.000 em thảo bao ship Và sẽ tặng kèm một lọ phân bón cao cấp chuyên dụng cho hoa lan nữa nhé Em sẽ quay này đầu tiên đó chính là kiếm vị hoàng đó khoảng từ 6 đến 8 lá này Anh chị em cũng biết rồi đúng không ạ Kiếm vị hoàng hay gọi là rồng vang đúng không ạ Biểu tượng của dân tộc Việt Nam Đây là một trong những cái cây lan mang vị thế quân vương Bởi vì vẻ đẹp của nó rất là xuất sắc Cây mẹ của nó cả nhà các bạn nhìn thấy này Đó toàn diện về cả củ lá và hoa luôn đúng không ạ và hoàng long hàng va của nó nếu mà chúng ta à, mua hàng chuẩn của nó đấy ạ. hàng à, chuẩn thì nó rơi khoảng tầm 5 cho đến 10 triệu một củ đúng không nào. Đây là một tầm vé số cho chúng ta săn cho mình những mặt bông kiếm đẹp. Và bây giờ thì kiếm đang được rất nhiều cô chú anh chị muốn sưu tầm đúng không ạ? Bởi vì nó rất là dễ trông, à, rất là dễ chăm đó. Tiếp theo đó chính là kiếm Phan Trí, một cái dòng kiếm với mặt bông mẹ rất là đẹp mọi người có nhìn thấy này Cổ lá của nó hình chữ V Cây của nó khoảng từ 6 đến 8 lá Em Thảo quay gần như này thì nó to thôi Ở ngoài nó nhỏ nhỏ thôi nhá Đó là hàng kiếm giống mà Có 70.000 một cây một Và tiếp theo nữa đó chính là kiếm xanh Huế Mặt bông mẹ đây cả nhà nhìn đẹp ạ Đó với dòng kiếm xuất xứ từ Huế đúng không ạ Đó đơn giản gọi là kiếm Huế nó được mệnh danh đó chính là kiếm vô vi đúng không ạ Vô vi đó chính là bởi nét đẹp thuần khiết của cửa hàng va đúng không ạ Vô vi nghĩa là vượt lên những vô thường như một đóa sen vô nhiễm với bùn lây Đó Cây này là Kiếm này nói chung là Nói về ý nghĩa của nó thì rất là đẹp Và rất là xinh Một tầm vé số cho cô chuyên chị Tiếp theo là kiếm vị hoàng Đó Kiếm vị hoàng cả nhà các bạn nhìn thấy đây Đó là một trong những cái cây kiếm quốc dân đúng không ạ Bởi vì nó là Có rất là nhiều những cái nét đẹp Với vẻ đẹp toàn diện đúng không ạ Cây của nó cao khoảng từ Rất là nhỏ thôi Em đo cho mọi người xem này Đó Khoảng từ 10cm thôi Đó Mặt bông mẹ của nó rất là đẹp đấy ạ Và cuối cùng là kiếm vàng củ chi à, Kiếm vàng củ chi nếu mà mua hàng va của nó chuẩn Thì nó rơi khoảng tầm 10 triệu một củ đúng không ạ Đó tùy củ lớn bé Và kiếm vàng củ chi được mệnh danh là cây kiếm chấn môn đúng không ạ Bởi vì nó có nguồn gốc xuất xứ từ củ chi này Đó mọi người cũng biết là củ chi là cái vùng đất thép đồng Đó ở cửa ngõ Tây Bắc Sài Gòn đúng không ạ và cô chuyến chị khi mà mua combo 5 cây là 350.000 em thảo bao ship và sẽ tặng kèm cho cô chú chị một lọ thuốc nhá. À, kiếm giống rất là đẹp này Và bên này đây là những chậu cây phi điệp ám mắt châu lưng xanh này Đấy là hàng gieo hạt của nhà em là cây nụ của nó rất là đẹp luôn này các bác nhìn này Đó, đây là à, cây hàng gieo hạt nhưng mà thân lá của nó này. nhìn rất là đẹp luôn này Đó, em thảo bán cho cả nhà với giá là 260.000 một chậu Nếu mà cô chú chị nào yêu mến mua hai chậu thì em thảo bán là 250.000 nhá Mặt bông mẹ của nó đây Đó, cây của nó thì uh, cao chắc là chiều cao gần 30cm, 30 cm, 30 cho đến 32 cm thôi, cây của nó không quá là cao đâu. Đó. Áo mắt châu lưng xanh. Đấy, hạng này là cây mặt bông mẹ rất là đẹp và thân lá của cái á, vùng Phú Thọ đây nó cũng rất là dày dặn luôn này các bác nhìn này. Đó, đây là cây ám mắt châu lưng xanh nhá. Đó, còn bên này là những chậu cây uh, phi điệp hồng yên thủy hàng gieo hạt đấy ạ. Đó. Cây hồng yên thủy hàng gieo hạt em thảo bán cho cả nhà với giá cũng là 260 000 đi số lượng em thảo có uh, khoảng tầm 12 chậu cây của nó này, cả nhìn này các bạn Đó, rất là đẹp luôn Em Thảo bán Hồng Yên Thủy hàng gieo hạt 260.000 một chậu Mua hai chậu em Thảo bán là à, 500.000 nhé cả nhà nhé Cây rất là xinh luôn Đó. Nếu mà cả nhà muốn lấy á, một cây hồng mỹ nhân với một cây năm nữ hoàng 28 Chẳng hạn thì em Thảo cũng sẽ bán cho cả nhà một cặp là, hai là 500 nhé cả nhà nhé Cây xinh không? Bên này đây là những chậu cây phi điệp hồng mỹ nhân hàng gieo hạt của nhà em Thảo này Với mặt bông mẹ của nó cực kỳ là xinh và xuất sắc đúng không ạ à, Đây là hàng gieo hạt và cây thực tế của nó là thân của nó là thân hồng nhung này Những cái đường chỉ sọc rất là xinh Và cây có nụ thì em Thảo chỉ có 15 cây thôi Đó em mà quay video lên thì cô chú chị nào nhìn thấy nhanh thì chúng ta có thể sưu tầm một chậu Em Thảo bán cho cả nhà với giá rất là mềm luôn 260.000 một chậu nếu mà chúng ta mua hai chậu này em Thảo bán là 500.000 một chậu nhá Cây của nó thì không quá là cao đâu Cao khoảng 30 cho đến 35 cm thôi ạ. Và À, có một số cây đã bật mầm gốc này, đó anh chị em nào mà muốn lấy cây bật mầm gốc thì à, nhắn với em thảo nhá, đó có cây thì chưa có đâu này, ví dụ như cây này đã, đã chưa có đâu, đó đây là hồng mỹ. Bên này đây là những chậu cây phi điệp nữ hoàng 28 hàng gieo hạt với mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp luôn đúng không ạ? Và đây là hàng gieo hạt mà mặt bông thì cô chú anh chị à, có thể nhìn thấy mặt bông mẹ của nó rất là xinh. Và đây là cây thực tế của nó đây ạ. Đó, cây này thì à, riêng chơi thân lá thì cực kỳ là mê luôn đúng không ạ? Với những cái đường chỉ rất là đẹp và hiện tại đang có nụ để chúng ta chơi Tết luôn. Đó, về chúng ta bói hoa được luôn đấy ạ. Tất cả nhà nhìn được không ạ? Cây của nó em sẽ đo cho cả nhà xem nhá. Cây của nó là cao từ 35 cho đến 40 cm. Đó, anh chị em gọi nhìn thấy này Đó, số lượng em Thảo không có nhiều Nên là anh chị em nào nhanh nhanh thì sẽ được nhá Đấy, có khoảng 20 cây thôi Cây rất là nhiều hoa, nhiều nụ luôn rồi đấy ạ Đó, mặt thân thì nó cũng đẹp Em Thảo bán giá cô anh chị với giá là 260.000 một chậu Nếu mà anh chị em nào mà mua hai chậu như này Em bán cho cả nhà là 500.000 một chậu nhá cả nhà nhá Cây rất là xinh luôn này Đó, chúng ta dích, dính, dinh một em về để chúng ta à, xem